Đêm đông lao sao, đêm đông nhớ ai, đêm đông cô đơn vắng ai. Cơn mưa lao sao, cơn mưa nhớ ai, ôi hạt mưa rơi khóc thầm. Anh đang nơi đâu, anh thương nhớ ai, bao đêm cô đơn mong cho đôi ta bên nhau mãi thôi, cho hạt mưa rơi hết buồn. Ôi con chúa của tôi, là một ca khúc về mùa đông, nhưng mà hai cô gái của chúng ta mặc đồ rất là quyến rũ, cảm giác như là không hề lạnh một tí nào cả, chỉ có chúng tôi lạnh giá trong tâm hồn thôi. Quá trời đó đất luôn à, MC thiệt là déo miệng déo mồm. Bây giờ sẽ là 10 giây dành cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiết mục này. Xin mời. Thank you.
Thời gian bình chọn đã kết thúc. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện với cô gái đang đứng cạnh Khanh đây. Xin chào bạn. Dạ em xin được chào các anh chị khách mời ạ. Và em xin được giới thiệu, em tên là Minh Phương. Và trong một số khách mời ở đây thì có một đồng hương của em, đó là anh Long Nhật. Em là con gái Huệ. Chỉ một chiếc lá rơi cũng làm em hoang sợ. Khi em bước ra là anh hoàn toàn yên tâm. Bởi vì anh đi diễn với Minh Phương rất là nhiều. Ngoài Trung, ngoài Bắc, rồi trong thành phố Hồ Chí Minh. Và anh đã hiểu được giọng hát của em. Mà may mắn quá, chị Ngân Quỳnh, nghệ sĩ Ngân Quỳnh đã chọn em. Và hai tiếng hát nữ trầm, anh Tô khàng khàng này thì chắc chắn Đêm Lao Sao là một phiên bản rất đáng nghe, một màu dấu ấn rất đẹp trong song ca Dầu Mặt lần này. Cảm ơn anh Nhật. Cảm ơn chia sẻ của anh Long Nhật. Ngay từ câu đầu tiên của Đêm Lao Sao, chị Ngân Quỳnh cất lên là chúng ta đã bị rụng rời con tim rồi. Cái này là em chia sẻ thật. Và không biết là anh Thủy Luân có cùng cái cảm giác đó giống Khanh hay không. Hôm nay nghe chị hát những bài về lãng mạn, ballad trữ tình thì giọng chị bao nhiêu năm nó không thay đổi, vẫn rất là lực, rất là mạnh. Tuy là giọng của chị là một cái bậc đàn chị rất cách xa với các bạn, nhưng mà là vẫn hòa quyện được cái bài hát này. Nó giúp khoảng cách giữa các thế hệ gần nhau. Em hát song ca với chị Ngân Quỳnh giống như là những đồng nghiệp với nhau và cùng thời với nhau. Và em tận dụng được cái quãng giọng của mình, em làm cho cái quãng giọng của mình nó đầy, nó không cần phải cao, nhưng mà khi mà nghe là nó vẫn có độ sáng trong đấy. Và anh thích những cái chỗ nhấn nhá của em, nó tạo cái cảm xúc cho cái người nghe. Em đã hóa thân vào cái người con gái trong cái bài hát này. Xin chúc mừng em một bài hát rất hay. Cảm ơn anh. Cảm ơn chia sẻ của anh Sĩ Luân. Mặc dù đó là những lời khen, nhưng phản phất đâu đó trong ánh mắt của anh ấy, chúng tôi cũng thấy đầy sự tiếc nuối. Phải chi mình chọn được cô gái Minh Phương song ca với mình anh nhỉ. Vòng tay và làn môi ấm, ngày tháng chờ mong. Người về đây với em, người yêu ơi. Thề xưa hãy trao lần cuối trong đời. Mùa đông đến bên hiền rồi, người về đây với em. Chỉ còn một chiếc lá
chờ mong. Người về đây với anh, người yêu ơi, thề xưa hãy trao lời cuối trong đời. Mùa đông đến bên hiền rồi, người về đây với chỉ có chiếc lá cuối thôi mong manh, chỉ còn một mình em xa xa chờ anh. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với thời gian bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay dành cho tiếng hát của chàng trai này. Quý vị sẽ có 10 giây. Nếu chọn nhấn phím A, không chọn thì chúng ta nhấn phím B. Thời gian bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn về chàng trai này. Xin chào bạn. Em chào anh Bạch Công Khanh với lại tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Đình Quốc Khánh, thì hiện tại em đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật luôn. Cụ thể là em có là ca sĩ bán chuyên với lại đang làm về sản xuất âm nhạc. Một ngoại hình rất là dễ thương. Ngày hôm nay Khánh cảm thấy như thế nào khi hát một bài hát rất là mùi mẫn với chị Hải Yến? Dạ, cũng bất ngờ vì cái sở trường của em á, thì chuyên về ballad và pop. Cái bài này á, trước đây mọi người để ý xem, thường là viết một là giọng nam hát, hai là nữ hát. Đây cũng là lần đầu tiên của Hải Yến hát bài này mà hát song ca nha. Nên là để chọn được một cái được gọi là cái tông mà để hợp cho cả hai người cùng hát ấy, phải thay đổi như vậy thì cũng phải cảm ơn giám đốc nhạc rất là nhiều, bởi vì rất là khó khăn đấy ạ, rất là khó khăn. Vâng ạ, bây giờ Khanh muốn nghe những chia sẻ của các khách mời còn lại về tiết mục khoảnh khắc này. Nãy thì khi mà đứng trong cái màn bóng kia thì thấy Khánh rất nhiều năng lượng, và thấy rằng là cậu bé này có vẻ không thích hợp để hát cái bài khoảnh khắc của chị đâu, mà sao chị vẫn nhất quyết chọn em. Anh không, em không hiểu sao, chắc có lẽ là do là cái ấn tượng quá đúng không? Bởi mặt giơ ngón tay làm dấu thì mình đi theo thôi. Ok, mình thấy người ta làm dấu là mình chọn liền đó, rất là lột hấp dẫn nữa đúng không? Thì anh rất thích cái style mặc đồ của em. Anh cười này, nhưng em cũng không hợp với cái bài hát này lắm đúng không? Em nghĩ là những cái bài hát ballad pop mà mới ấy, thì có lẽ hợp với em hơn. Do một phần Hải Yến ôm một cái nhỏ mất hồn luôn. Ôm một phát là cũng là chị bị rối luôn. Em sau cái khúc này sao mọi người tự dưng đổ vế quay em vậy? Người ta ôm là để lấy cái động lực. Nó ôm là còn thầm thì hey, chút xíu tự tin nha em, tự tin nha, mình cứ hát thôi bằng nhảy kia nha. Tự tin thiệt mà. Nhưng mà biết đâu được cái ôm của chị lại khiến cho bạn ấy choạch choạc. Nhưng mà hỏi thật em, lúc nãy ôm có bị mất hồn không? À, Khánh cũng có. Một cái tiết mục rất là tích cực. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời rất nhiều. Và hy vọng là Quốc Khánh sẽ là một trong hai người bước được vào màn song đấu. Dạ, cảm ơn anh. We'll be right back.
giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. Xin mời. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Xin chào bạn. Dạ, em xin chào anh Khanh, em xin chào chị cũng như tất cả quý vị khán giả. Tên của em là gì ạ? Dạ, em tên là Hồ Tuấn Phúc ạ. Hiện tại em đang là ca sĩ tự do ạ. À, hay hay không thì chị không biết, nhưng mà chị thấy là cái bài này rất là giải trí ạ. Không biết các khách mời bên dưới nghĩ gì ạ? Anh thì đã làm việc với Phúc rất là nhiều rồi, hát chung chương trình rất là nhiều. Và cái năng lượng của em vẫn như vậy, và em vẫn luôn đem đến cho khán giả những cái màn trình diễn thật sự là cuốn hút. Và ở đây mình thấy hai cái người diễn á rất là tận hưởng cái giây phút trên sân khấu đó, đúng không? Nó cũng hơi có lúc loạn trợ này kia, nhưng mà đó chính là cái hai cái vui của đó, là nhìn được coi là hai bạn đang đoán làm gì với nhau, động tác sao. Lúc thì trúng, lúc thì trật. Anh thích nhất là lúc mà Khánh Ngọc hỏi sợ chưa. Anh trả lời là chưa. Cho nên là hy vọng là hai chị em vẫn còn ở dưới Dương Quỳnh nó sợ. Dạ không, tại vì tiết mục này là em kiểu nghe hát mỏi tai. Dạ, tại vì em ngồi với em quẩy quá trời quẩy luôn. Phúc á, là em cũng đã làm việc rất là nhiều ở ngoài rồi, thì em nghe Phúc hát ballad không à. Em nghĩ Phúc là kiểu một hoàng tử ballad đứng tại chỗ, nhưng mà hôm nay thì em thấy Phúc là một người hoàn toàn khác. Em rất là bất ngờ, rất là bất ngờ với Phúc ngày hôm nay. Và một lần nữa chúc mừng cho Hồ Tuấn Phúc, cảm ơn rất nhiều. Đó là Lan và Điệp 4, một sáng tác rất tuyệt vời của anh Hàm Đế Trương. Một tràng pháo tay nữa thưa quý vị. Và cảm ơn anh vì đã hỗ trợ hết mình để cho người chơi thật sự tỏa sáng. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với cô gái vừa hát song ca với anh Hamlet Trương. Xin chào bạn. Dạ. Lời đầu tiên cho em xin cảm ơn anh Hamlet Trương, tác giả của ca khúc đã song ca với em ạ. Em là Mỹ Châu, em xin gửi lời cảm ơn đến anh chị khách mời và các anh chị khán giả ở đây rất là nhiều ạ. Xin chào Mỹ Châu, rất là vui bởi vì tiếng hát của bạn chạm được vào trái tim của Khanh. Tin chắc là không chỉ riêng Khanh đâu mà có rất nhiều khán giả ở đây cũng như vậy. Một lần nữa lại cảm ơn Trương rất là nhiều. Em đã chịu gọi là lép vế để mà em nâng giọng hát của Mỹ Châu.
Còn đối với Mỹ Châu thì giọng của em ngọt ngào lắm. Và em hát cái bài hát này đó, đúng là sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa xong ca với chị Ngọc Liên. Nếu như chọn chúng ta nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Em xin chào tất cả bốn vị khách mời cùng mọi người đang có mặt ở đây ngày hôm nay ạ. Rất dễ thương phải không quý vị? Bạn tên gì ạ? Xinh quá trời. Dạ, em tên là Bùi Huyền Thảo My. Em còn có nghệ danh là My Carol. My Carol. Em hiện đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Thế có nghĩa là ca hát là cái niềm đam mê của bạn đúng không? Dạ. Em theo ca hát từ nhỏ, nhưng mà lúc mà học đại học thì em lại vô trường học. Cái chuyện mà là một diễn viên đi làm ca sĩ là điển hình Nam Cường đây. Anh Nam Cường này em cũng là trường sân khấu điện ảnh mà ra. Thì sau này ảnh thành công đầu tiên là bên vai trò ca sĩ chứ đâu phải là diễn viên đâu. Ảnh thành công bên ca sĩ xong rồi lúc ảnh quay ngược ra về anh đóng phim, anh đóng kịch. Anh đã chọn cái con đường nào cũng được hết trơn, miễn sao mình làm thật tốt với cái công việc mà mình đang lựa chọn ha. Anh lúc đầu anh hơi lo, tại vì chị Liên ra giọng chị dày quá. Đúng rồi. Giọng chị dày và cái lực của chị hát cũng như là cái năng lượng của chị ở trên sân khấu á. Tức là em rất là lo lắng khi mà em vừa mở cái mạng xuống một cái em ngồi em nhẩm liền. Ây da, bạn này trẻ quá, bạn này trẻ quá. Anh sợ rằng cái giọng của em sẽ bị mỏng hơn khi đi ra. Nhưng đó là cái lo sai lầm của em anh. Khi em bước ra em cất tiếng hát lên, đúng là cái giọng của em nó có hơi mỏng hơn một chút thật. Nhưng đổi lại giọng em rất sáng. Bắt giọng em rất sáng và ăn micro và nghe rất là bắt tai theo kiểu dễ thương, rất là phù hợp với lại cái ca khúc này. Liên cũng hơi hồi hộp khi bạn xuất bằng cất giọng hát lên, thì Liên nói là rồi, Liên là chọn đúng cái giọng rồi, tại vì cái giọng bạn đúng cái sở trường của Liên luôn, cho nên là hai đứa sẽ hát ăn ý. Và Liên cũng với bạn cũng giao lưu, cũng hát, cũng hiểu ý. Khi mà ánh mắt của Liên nháy bạn thì bạn cũng biết và bạn đổi chỗ và bạn cũng khều khều. Liên chị giống như là chị phải vậy không? Thì đổi qua đổi lại thì thấy có sự ăn ý cũng nhẹ nhẹ. Nên là rất hài lòng với em. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên. Anh Nam Cường ơi, anh cảm xúc như thế nào ạ? Một cô bé nhìn từ xa rất là dễ thương, rất là mong manh. Thì anh chỉ sợ là em sẽ bị lép so với chị Liên. Nhưng mà cái giọng của em rất là sáng. Tức là hai người sẽ không bị chồng lên nhau. Nó sẽ có những cái điểm riêng để tạo nên cái điểm gọi là các cá nhân của mỗi người trong cái ca khúc. Cảm ơn chia sẻ của anh Nam Cường cũng như là các khách mời còn lại. Sống trên đời này, người giàu sang cũng như người nghèo khó, trời đã ban cho
ngày sau ông trời sẽ cho. Thật buồn. Đời là thế, sẽ có tôi và anh. Bùi Cát. Anh em. Cố gắng sống cho tốt nhé. Tạm biệt. Này nhà lớn danh chức quyền cao sang có nghĩa gì đâu, sao chắc bền lâu, hay như nước trôi qua cầu. Này lời hứa, này thủy chung, này tình yêu chót lưỡi đầu môi, cũng thế mà thôi, sẽ mất ngày mai như áng mây cuối trời. Sống trên đời này tự phù du, có đi rồi lại mất. Cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen. Nào người sang giàu đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em. Người ơi nên nhớ cát bụi là ta, mai này trong qua. Sai đi. Mai mốt gặp nhau thì có trả lại, có thôi cũng được. Sống trên đời này phải yêu thương nhau nhé. Em bỏ túi anh nha. Ừ. Tạm biệt. Mai mốt gặp lại. Này nhà lớn lầu vàng son, này lời danh chức quyền cao sang, có nghĩa gì đâu? Bền lâu hay như nước trôi qua cầu. Này lời hứa, này thủy chung, này tình yêu chót lưỡi đầu môi, cũng thế mà thôi, sẽ mất ngày mai như áng mây cuối trời. Sống trên đời này tựa phù du, có đây rồi lại mất. Cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen. Nào người sang giàu đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em. Người ơi nên nhớ cát bụi là ta, mai này trong qua. Người nhớ cho, xin người nhớ cho, ta là cát bụi, xin người nhớ. Người nhớ cho, xin người nhớ cho, ta là cát bụi, xin người nhớ, nhớ cho. Bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai vừa song ca với anh Kim Tử Long. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Dạ, cho phép Ngọc Danh xin gửi lời chào đến 4 vị khách mời và MC đẹp trai Bạch Công Khanh và khán giả trường quay cũng như khán giả xem đài. Xin chào Ngọc Danh. Bây giờ là thời gian để cho các vị khách mời chúng ta chia sẻ về tiếng hát của Ngọc Danh. Chị chào Danh. Dạ, em chào chị. Phải nói rằng là cái chất giọng của bạn khá là đẹp. Và chị cũng cảm nhận được rằng là trong cái cách thể hiện của em khi em hát bài Trở Về Cát Bụi cũng có cái gì đó có vẻ như là
nó hơi bất cần đời một xíu. Mọi thứ rồi cũng sẽ trôi qua, tất cả đều cũng là về các mũi. Và đặc biệt chị thấy lúc mà em lên cái cao trào cuối cùng á, khi được sự dẫn dắt của anh Long mà tới đây nè, và cái câu cuối cùng em ao, em feel á, cái đó là cái feel cuối cùng và em thăng hoa nhất. Mà cái đó là em phải cảm ơn anh Long rất là nhiều. Chính nhờ những cái sự tương tác của anh Long và dẫn dắt em đã có được những cái sự thăng hoa rất tốt như vậy. Chúc mừng em. Mời chia sẻ của chị Vân Khánh ạ. Chị Ngọc Liên và anh Hoàng Bách thì sao? Anh Long và em Danh có một cái phần trình diễn phải nói là hấp dẫn. Khi em xuống rồi và em bắt đầu em nhập được vào cái phần trình diễn của anh Kim Tử Long rồi á, thì phải nói là em có cái sự tương tác qua lại một cách rất tự nhiên. Cả khán phòng đã trong một cái khoảnh khắc trở thành fan ruột của cả hai anh em. Phần trình diễn đấy thì anh phải chúc mừng Danh, bởi vì không phải nhiều người làm được cái điều đấy. Đây, phần trình diễn rất là tốt. Cảm ơn em. Cảm ơn chia sẻ của anh Hoàng Bách ạ. Em hát với anh Long, được anh Long hỗ trợ như vậy là quá tốt. Mà cái giọng của em á, có thể hát nhiều loại nhạc khác nhau được, em vẫn giữ được cái phong thái của mình, giọng ca của mình. Và em theo được anh Long là em quá giỏi. Thì chị chúc mừng em thôi. Cảm ơn một lần nữa chia sẻ của các khách mời ạ. Hồi nãy anh gạt em nha. Nói anh là hả, với người nữ là anh dùng hộp xoàn, người nam là anh có chiêu gì không? Anh không có, cuối cùng anh cũng... quên đó, em nhắc anh mới nhớ. Không chậm đâu. Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy, hãy đến bên anh đi, để cho tình tròn vẹn chúng ta. Vì nơi con tim này luôn có tình yêu sâu kín cùng thương nhớ cho em. Người nói thương anh đi, người nói yêu anh đi, để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy. Hãy đến bên anh đi, để cho tình tròn vẹn chúng ta. Vì nơi con tim này luôn có tình yêu dấu kín cùng thương nhớ cho em. Đang mơ rất dịu dàng, có chút tan vỡ chạm môi anh rồi. Vì em yêu chỉ yêu mùa ghé thôi. Có chút thương nhớ làn môi nhẹ nhàng khi em yên say trong giấc. Và có chút yêu dấu chỉ là mơ mộng thôi, vì anh luôn mong được có em. Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, để cho con tim này hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta. Cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy, hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta.
Người nói thương anh đi, nói thương anh đi, để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy. Mến, bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. Chúng ta sẽ có 10 giây, nếu như chọn thì nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Thời gian bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và cùng Khanh làm quen với chàng trai này nhé. Xin chào bạn. Dạ, là nói đầu tiên cho em gửi lời chào đến bốn vị khách mời, các khán giả tại trường quay và cũng như các khán giả đang xem trên đài truyền hình ạ. Dạ, em tên là anh Tuấn ạ. Dạ, hiện đang là ca sĩ tự do ạ. Xin chào anh Tuấn. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe ba khách mời chia sẻ về tiết mục Trót Yêu này. Chị Ngọc Liên. Thật sự bước ra sân khấu là chị thấy em là chắc chắn là sẽ hợp với Bách. Đúng là Bách đã hỗ trợ cho em cái phần trình diễn này rất nhiều. Em nên cảm ơn Bách đi. Em hát một cách coi như là hết mình của mình. Và bè qua bè lại nữa, mà nhờ cái sự bè của Bách quá hay luôn. Cho nên cái bài hát này làm hai giọng của anh em, hai anh em là hòa quyện với nhau để có một tiết mục thật là hay. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên. Em muốn nghe chia sẻ của anh Kim Tử Long và chị Vân Khánh. Bài Trót Yêu, giai điệu nó quá hay rồi. Rồi cộng hai cái giọng hát quá tuyệt vời nữa thì nó bùng nổ ra. Tuyệt vời, chúc mừng. Chị Vân Khánh ơi, chị thôi, nghĩ gì? Ý này cộng lại như trên đi. Dạ, cảm ơn chia sẻ của các khách mời rất nhiều. Và chúc mừng cho Dương Anh Tuấn. Bạn đã hoàn thành tiết mục của mình. Và chúng tôi hy vọng rằng phần trăm bình chọn của khán giả dành cho bạn cũng sẽ thật là cao. Gặp em từ buổi xem nhau, giọng ca ngọt em xiết bao, lời ca bóng như lao sao mà lòng anh thấy sao nào nào, tựa như giấc mơ phương nào. Từ khi gặp em anh lòng anh thầm nghe vẫn vương, từ sau ấy đến hôm nay mà sao em vẫn như không hay, để anh nhớ thương ngày đêm. Ai thương thương ai đây? Là diều bông chờ em chờ đến bao giờ, để anh dệt thêm giấc mơ.
mối tương tư đau thì thôi em hãy cho anh xin, hẹn em kiếp sau ta gặp nhau. Trời ơi. Trời ơi. Từ khi gặp em anh buồn, lòng anh thầm nghe vấn sao ấy đến hôm nay mà sao em vẫn như không hay, để anh nhớ thương ngày đêm. Anh luôn mong gặp em hoài cho lòng vơi hết đắng cay, xin em chớ lấy chồng như người ta hát riêng mong, như người ta tranh lá siêu bông. Chờ em chưa đến bao giờ để anh dệt thêm giấc mơ, đành ngóng mối cho anh xin, hẹn em kiếp sau ta gặp nhau. Đành ngỏ mối tương tư đâu thì thôi em hãy cho anh xin, hẹn em kiếp sau ta gặp nhau. Đành ngỏ mối tương tư đâu thì thôi em hãy cho anh xin, hẹn em kiếp sau ta gặp nhau. Thưa quý vị, vừa rồi là màn song ca đầu tiên trong đêm nay. Và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bắt đầu bình chọn. Nếu như chúng ta chọn sẽ bấm phím A, không chọn thì bấm phím B. Mặc dù đây là tiết mục song ca, nhưng quý vị sẽ chỉ bình chọn dựa trên giọng hát và phần biểu diễn của người chơi. Anh Kim Tử Long sẽ chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ cho các bạn tỏa sáng. 10 giây dành cho quý vị khán giả. Bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều, và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số bình chọn này sau khi 8 tiết mục song ca được hoàn thành. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai vừa song ca với anh Kim Tử Long. Xin chào anh. Lời nói đầu tiên cho phép Trạng Lê xin được kính gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe đến tất cả quý vị ạ. Em ơi, em không có gì cho anh, không biết tại sao luôn đó em. Anh không biết tại sao tự nhiên lúc đó hồn của anh nó thả vô trong cái bài hát, và anh cứ tưởng tượng rằng anh là một cái người đang đi xem hát và anh nhìn một cái người ca sĩ bước từ ở trên một cái gì nó rất là lộng lẫy bước xuống, rồi tự nhiên hốt hồn anh, mình bị cuốn hút theo, cuốn hút luôn. Bây giờ chúng ta sẽ nghe cảm giác của ba nghệ sĩ khách mời còn lại sau khi thưởng thức tiết mục vừa rồi. Phương thấy thì đây là tiết mục mở màn rất là xuất sắc và tạo được cái không khí khiến cho mọi người rất là phấn khích. Cảm ơn anh Long và cảm ơn bạn Trạng Lê. Cũng rất là may mắn khi mà Trạng tìm được anh Long, và anh Long cũng tìm được Trạng trong cái show hôm nay, rất là hợp nhau. Với cái tình cảm này của tất cả quý vị đang theo dõi trực tiếp tại trường quay thì chắc chắn sẽ dành cho Trạng Lê một cái phần trăm bình chọn thật là cao. Xin đừng quên.
một phiên bản từng yêu chưa bao giờ xuất hiện tại bất kỳ nơi đâu. Bây giờ sẽ là 10 giây sau cùng để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho hai tiếng hát này. Lựa chọn An Nguyễn thì nhấn phím A. Nếu như quý vị lựa chọn Y Giang Arun thì nhấn phím B. Thời gian của quý vị bắt đầu. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của bốn khách mời sau khi thưởng thức tiết mục này. Đầu tiên khách mời Tuấn Nghĩa. Đúng là em chưa bao giờ được nghe một cái bản từng yêu nào mà lạ và hay như thế này. Hai người là hòa quyện được vào với nhau. Tuyệt vời quá. Thật sự là đến bây giờ em vẫn chưa thoát được khỏi cái cảm xúc mà cái bài từng yêu này của anh và bạn An Nguyễn đã tạo cho em. Cảm ơn chia sẻ của Tuấn Nghĩa. Sao anh hay thích làm người ta ngạc nhiên quá vậy? Nhưng mà rõ ràng anh mang đến một cái phiên bản từng yêu nó hoàn toàn khác, giống như lời của Tuấn Nghĩa nói. Nó hoàn toàn khác với tất cả những phiên bản trước đây mà em đã từng nghe, đã từng được biết. Và em cũng đã có từng có cơ hội hát bài này thì nó hoàn toàn khác hẳn với cái suy nghĩ của em luôn. Đây vừa là một cái trải nghiệm, em nghĩ trải nghiệm mới với anh. Em nghĩ nó sẽ tạo ra một cái cảm giác thú vị đối với người nghe và thú vị đối với chính bản thân anh. Còn bên cạnh đó, An, mặc dù em không phải là được cái người được chọn cái ca khúc này đúng không? Nhưng mà bản chất của em sinh ra đã để hát cái dòng nhạc như thế này và tương tự như thế này rồi. Nên đây cũng không phải là một bài toán khó đối với An. Đó, mà nó sẽ lại tiếp tục là bài toán khó với những quý vị khán giả đang bấm máy tại đây. À. Cảm ơn chia sẻ của chị Hải Yến ạ. Thế anh Minh Luân, anh nghĩ gì? Nếu như có một sự lựa chọn, nếu như nha, được giống như là chọn 50-50 đi. Khó. Bây giờ là chia sẻ của anh Quốc Thiên ạ, cảm ơn anh Luân. An thì có cái màu giọng cũng rất là cảm xúc của nữ, nó rất là phù hợp với ballad. Còn anh thì lại có một cái sự điềm tĩnh của một người đàn ông từng trải trong đấy. Nó Thiên nghe Thiên nó du hồn Thiên. Và Thiên mong là chúng ta có kết quả xứng đáng nhất với An và anh Giang. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời ạ. Bây giờ sẽ là thời gian để cho chúng ta theo dõi kết quả. Thưa quý vị, bây giờ khách mời quý vị chúng ta cùng hướng mắt về màn hình chính. Quý vị sẽ thấy kết quả. Xin mời. Lần này là 52% và 48%. Và người chiến thắng là người nhận được phần trăm bình chọn cao hơn sẽ là ai ạ? Xin mời. Chắc bạn đang rất bất ngờ. Mặc dù đây không phải là ca khúc mà bạn mang đến. Bây giờ hãy cho chúng tôi biết cảm xúc của bạn ạ. Thực sự như các anh chị đã nói, anh Izan chọn bài Từng Yêu là thực sự rất là fair play với tất cả các người chơi ạ. Nếu mà đúng với một cái bài mà phù hợp với chất giọng và thế mạnh của anh Izan thì tất cả các thí sinh trong buổi tối ngày hôm nay thực sự không ai là đối thủ của anh ấy cả. Và em cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Đó là chia sẻ của anh Nguyễn. Bây giờ chúng tôi rất muốn nghe những chia sẻ của anh Izan Arun. Izan chọn ca khúc này là muốn làm cái gì đó nó mới mẻ. Yes. Vẫn là lời cảm ơn của tất cả các anh chị đã dành cho Izan. Hôm nay rất là vui. Cảm ơn anh Izan rất nhiều. Và thưa quý vị, anh Nguyễn cũng chính là giọng ca đã song ca với anh Quốc Thiên. Chúc mừng anh Quốc Thiên một lần nữa. Đang được yêu
phòng trà dâng tiếng hát cho người người bỏ tiền mua vui, hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không? Đừng nói nữa em ơi, xin đừng nói nữa làm gì. Anh nghĩ rằng đời người ca sĩ đang thương và đang được yêu. Tình yêu vẫn thế em ơi, xin đừng nhắc đến tình đời. Xin nhớ rằng đời là gian dối, nhưng đôi ta mãi còn nhau. Thưa quý vị, và đó là một tiết mục rất đẹp. Bây giờ sẽ là thời gian dành cho quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bắt đầu bình chọn. 10 giây bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều, và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật kết quả này cho đến cuối chương trình. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái mặc một chiếc áo rất là đẹp. Xin chào bạn. Dạ, lời nói đầu tiên em xin được gửi lời chào đến bốn vị ban giám khảo cũng như là tất cả các quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Tuyết Lan và em hiện đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Cho anh hỏi công việc hiện tại của bạn là gì? Dạ, hiện tại em đang là một ca sĩ tự do và em cũng có đi dạy bên âm nhạc luôn ạ. À, dạ. Cũng là một giáo viên. Dạ. Bạn cảm thấy như thế nào giữa cái việc mà mình gặp gỡ học trò với lại việc mình đứng trên sân khấu hát? Hai việc đó thì thật ra là nó cũng tương đồng như nhau. Mình đứng ở sân khấu thì mình cũng thể hiện cảm xúc và mình truyền tải những cái bài hát qua bằng cái chính cái cảm xúc của mình. Khi mình dạy học trò thì mình cũng phải đứng trên bục giảng và mình dạy bằng cái tâm của mình để học trò có thể hiểu được. Cảm ơn Tuyết Lan rất nhiều. Bây giờ thì chúng tôi rất muốn nghe ý kiến của ba vị khách mời còn lại khi mà thưởng thức tiết mục Tình Đời. Quá xá tình trên sân khấu, và hôm nay em ganh tị với anh Long Nhật vô cùng. Thấy rõ ràng là từ cái đón đầu tiên của anh là anh bước lên cầu thang, hình ảnh nó đẹp dễ sợ. Và đặc biệt ở Tuyết Lan thì anh ấn tượng về cái cách nhả chữ của em. Em nhả chữ rất kỹ. Và có lẽ là điều đó cũng hợp với anh Long Nhật luôn. Cái sự hòa quyện và cách hát tỉ mỉ, tinh tế, nắn nót từng chữ, thì hai anh em đã làm rất là hòa quyện và cho Quốc Đại một cái cảm giác, một ca khúc Tình Đời đông đầy tình cảm, đông đầy cảm xúc. Cảm ơn hai anh em rất nhiều. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Đại. Thế còn ca sĩ Hồng Gấm thì sao? Bài này cũng là một bài mà Khanh đã từng nghe Gấm hát. Em đặc biệt rất thích bài hát này. Rất cảm ơn bạn Tuyết Lan đã thể hiện rất là thành công, cho Gấm thấy được là bạn đang hát cho chính cuộc đời của bạn. Và Gấm cũng được an ủi khi mà nhờ có chàng trai này hứa hẹn sẽ che chở, sẽ cùng chia sẻ, cùng cảm thông. Vì Hồng Gấm cũng cầu mong là tất cả các anh chị nghệ sĩ khi mà làm nghề ca hát sẽ được tìm được một cái người thấu hiểu, thông cảm và yêu thương mình ở bên cạnh mình. Như vậy là đủ rồi. Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Hồng Gấm. Thế còn Nam Cường, anh có ganh tị với Long Nhật không ạ? Không, mà phải nói là cảm ơn anh Long Nhật đã lựa chọn bài hát này. Bởi vì anh biết không, khi mà anh đứng đây anh cất cái tiếng hát của anh lên á, thì rất là nhiều những ký ức hiện về. Bởi vì đây là một trong những bài hát mà em đã từng nghe trong một cái giai đoạn mà hơi khó khăn của em trong nghề nghiệp. Thật sự là bạn phải cảm ơn anh Long Nhật rất là nhiều. Bởi vì bạn biết không, khi mà mình hát ra sân khấu một giọng ca đẹp, một ngoại hình đẹp, nó vẫn chưa đủ bằng một cái cảm xúc đẹp nữa, thì nó sẽ giúp cho cái khán giả cảm nhận được ca khúc của mình nhiều hơn. Và hôm nay thì anh Nhật mang lại cái điều đó, đúng là giống như là một bậc thầy. Cảm ơn anh. Cảm ơn những chia sẻ của các khách mời. Và hy vọng rằng cái sự hỗ trợ hết mình của anh Long Nhật sẽ giúp cho Tuyết Lan ghi điểm được trong mắt của tất cả quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay.
Cho ta trăm nghìn trùng diều đông, đừng một lời nào mãi mỉa cho nhau. Đưa ta đi, đưa ta vào cơn lốc, cho mang mang đến tột đỉnh. Này giọt đi em, từng chén buồn cay đắng, chợt ta cười trong nỗi giọt xa đưa. Giọt nữa đi em giọt đầy ly cạn, say dầm ta, say dầm ta như tự thỏa bao giờ. Em cứ lôi đi, xin đừng run và đừng sợ, bởi ta say nên thần tượng cũng lưu mờ. Vắng dậy sông sông rót nửa đi em rồi mai về xứ lạ, để mình ta buồn cho heo hắt tim ngàn. Thế thật rồi sao, thôi ta xin rồi cùng đến giờ ra. Ngày giọt đi em, một giọt sâu ly biệt, chợt ta về trong nỗi nhớ buồn tênh. Xin đừng cho ta mãi lênh đênh. Tượng cung lưu mờ, đêm đứng đó ta ngồi nghe gió hú trong âm vang, trong âm vang vang dậy dòng sông. Cùng đến giờ ra
này uống đi em, một giọt sâu ly biệt, cho ta về trong nỗi nhớ buồn tênh. Xin đừng cho ta thêm một lời nào than thiết, bởi sóng dài, bởi sóng dài ta còn mãi lênh đênh. Xin đừng cho ta thêm một lời nào tha thiết, bởi sông dài, bởi sông dài ta còn mãi mười giây dành cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai vừa song ca với anh Minh Luân. Thời gian bắt đầu. Mọi người ơi, nhớ bấm A nha. A nha. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số này sau khi 8 tiết mục song ca giữa người chơi và khách mời kết thúc. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Em chào anh Khanh. Em xin chào anh Minh Luân. Xin chào ba vị khách mời còn lại, các bạn trong trường quay cũng như quý vị khán giả đang xem màn ảnh nhỏ. Em xin tự giới thiệu, em tên Châu Văn Tuấn. Em đến từ quê hương Sóc Trăng, miền Tây. Xin chào Châu Văn Tuấn. Tuấn có phải ca sĩ không? Dạ, em là nhân viên văn phòng. Nhân viên văn phòng. Em rất là đam mê âm nhạc và em xin tiết lộ thông tin với mọi người, em cũng là một nhạc công, em chơi organ cho phòng trà. Thì em chơi đàn thì cũng tầm khoảng 12 năm. Đó. Thì ít ra thì cũng phải có liên quan gì tới âm nhạc. Bây giờ cho Yến hỏi đi anh Tuấn ơi, rồi bây giờ năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 32 tuổi ạ. 32 tuổi, em biết không, nó quá nhiều thứ nó bổ trợ cộng lại với nhau. Đầu tiên là gì, mê âm nhạc. Cái thứ hai là chơi đàn 12 năm cộng 32 tuổi gộp vào, trời ơi cái tiếng hát gì mà nó tình, nó sâu, nó đậm đặc, nó kéo. Mãi kéo lắm phải không? Giọng mãi keo là đây nè. Mãi keo luôn á. Giọng hát mà vừa cất lên một phát là cả em cả chị cùng bật ngửa ra đằng sau ghế luôn. Đáng lý là bài này nghe là phải say đúng không? Nhưng mà không, say xong mà nghe giọng này là chỉ có muốn tỉnh để nghe tiếp thôi. Và bạn thực sự như kiểu sinh ra là để hát cái dòng nhạc này, bởi vì cái màu giọng của bạn ấy nó vô cùng đặc biệt. Và đặc biệt là ở cái thời điểm này để có một cái màu giọng như thế này nó là một cái sự vô cùng hiếm có nha. Cái giọng hát của Tuấn rất là hay, rất là có chiều sâu, nó mùi lắm. Đó, và cái bài hát vừa rồi cũng rất là hợp Tuấn luôn. Được cái sự phối hợp của anh Luân nữa, anh Luân cũng rất là cố gắng để cho hai anh em có một cái màn song ca ăn ý. Và để bật lên được cái tinh thần của bài hát là cái sự mùi mẫn. Thiên cảm giác rất là thú vị trong bài hát vừa rồi. Em xin cảm ơn Quốc Thiên. Tuấn Nghĩa ơi, bạn có say bởi tiết mục này không? Mình nói lúc nãy với chị Yến rồi, là chỉ cần bạn Tuấn, bạn ấy cất giọng lên là cả Nghĩa và cả chị Yến đều bật ngửa ra đằng sau luôn. Và em thấy anh rất thành công ở trong tiết mục này. Cảm ơn chia sẻ của Tuấn Nghĩa. Một lần nữa hãy gửi một lời chúc đến cho Châu Văn Tuấn. Khanh hy vọng tiếng hát này sẽ ngày càng đến gần hơn với tất cả chúng ta. Thì thôi em đừng mộng nhớ, đừng thương tiếc chi thêm đâu. Em và anh mỗi người một nơi, ngồi nơi đây mình đơn côi, vầng trăng khóc sao rơi sông dài. Tiếc cho tôi, tiếc cho người và cho bao yêu thương đã trao gió đông buồn. Thank you.
không còn người yêu hỡi. Ngày xưa ấy đôi ta bên nhau không rời, ngồi trên cát nhìn biển đêm, hát vu vơ mấy câu tình ca. Trái tim buồn vì thương nhớ, vì đau xót sao đôi ta mau chia lìa. Đời giông bão nhiều đắng cay, cuốn trôi mau biết đâu tình nồng. Thì thôi em đừng mong nhớ, đừng thương tiếc chỉ thêm đau lòng. Chẳng khóc sao rơi son dài. Tiếc cho tôi, tiếc cho người, và cho bao yêu thương đang chờ gió đông chia ly đôi đường. Tình yêu đến chợt bỏ đi, mấy ai vui với nhau muôn đời. Chắc khi nào tìm duyên mới thì anh sẽ mau quên đi bao ân tình, và em chúc người mới quen sẽ bên anh yêu anh thật lâu. Thì thôi em đừng mong nhớ, đừng thương đau lòng. Tình chúng ta đã phôi pha, em và anh mỗi người một nơi. Ngày mai sau dù gặp nhau thì xin hãy cho nhau một lời, để không quên những em đêm mà tình yêu khi xưa đã trao giấc mơ đâu. Thì thôi đừng mong nhớ, đừng thương tiếc chỉ thêm đau lòng. Tình chúng ta đã vui pha, em và anh mỗi người một đêm. Ngày mai sau dù gặp nhau thì xin hãy cho nhau một lời, để không quên những êm đềm mà tình yêu khi xưa đã trời. Thưa quý vị, tuy đây là tiết mục song ca, nhưng phần bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay sẽ chỉ dựa vào giọng hát và phần biểu diễn của người chơi. Bây giờ sẽ là thời gian 10 giây để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai vừa song ca với chị Khánh Ngọc. Thời gian bắt đầu. Cảm ơn quý vị rất nhiều, và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số này sau khi 8 tiết mục song ca của khách mời và người chơi hoàn thành. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với chàng trai này nhé. Xin chào bạn. Xin chào chương trình, xin chào các anh chị khách mời và xin chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Trời, giọng giống MC dễ sợ. Dạ vâng, em tên là Đỗ Quốc Hương, em đến từ Bình Dương. Hiện tại thì em đang là phóng viên, phát thanh viên. Giọng nói rất là truyền cảm. Mặc dù là hai người không có biết nhau và không có thấy được nhau, nhưng mà khi mà bước xuống thì thấy là từ trang phục nè, rồi xong rồi tự nhiên cái bè bối, nói chung là bạn, có nghĩa là bạn chắc bạn yêu thích ca khúc này Phố Hôn, cho nên là lúc mà hát á, là lúc mà bè đó tiện thấy nó, chị cảm thấy giống như là chị đang được hát một phiên bản mới, nó rất là hòa quyện với nhau. Và chị xin cảm ơn em đã yêu mến ca khúc Vườn Trăng Khóc, và em hát rất là chị cảm thấy rất là hay và rất là tình cảm. Cảm ơn chia sẻ của chị Khánh Ngọc. Bây giờ chúng ta sẽ nghe các chia sẻ của khách mời. Giờ Nhật Tinh Anh là bây giờ Nhật Tinh Anh là hay ở nước ngoài. Đúng rồi. Thì Ngọc có thể suy nghĩ về partner này.
Dạ, bạn Nơn có thể mình có thêm một cái hát ở Bình Dương rồi xong rồi lén lén ngồi ké làm MC ké nữa. Không, bữa nãy giờ anh xem tiết mục này anh thấy Duyên Quỳnh ngồi dưới. Trời ơi, sao mình không được hát chứ, mình chọn trước rồi trời ơi. Anh Đại à, thấy rõ ràng luôn. Anh Đại lúc đó anh biết khi mà Dần Trăng Khóc vang lên mà khi bạn Nam bước xuống, anh Đại biết em hát sao không? Tiếc cho tôi, thích cho người. Dạ thích cho người. Dạ em chúc mừng chị Ngọc, hôm nay chị Ngọc chọn được một bạn nơi quá tuyệt vời. Cảm ơn chia sẻ của Duyên Quỳnh và anh Quốc Đại. Thế anh Hồ Trung Dũng anh nghĩ gì ạ? Em hát rất là chắc. Sân khấu cũng rất là vững, em di chuyển trên đó và em ngay phản ứng rồi tương tác với lại chị Ngọc rất là chuyên nghiệp. Và thực sự là mở màn chương trình ngày hôm nay, đây là một cái bản song ca rất tuyệt vời. Tiết mục đầu tiên rất tuyệt vời. Trường nào đã qua đã khiến ta gặp nhau, đến nay hóa ra biển sâu, chẳng thể nào còn trông thấy nhau. Lời nào anh đã trao đã trôi về đâu, tình nào ta khát khao đã phai tàn màu. Chỉ còn lại trái tim cứ đau thật đau, vết sao cứ sâu thật sâu, nhưng vết sao tựa những thương yêu. Vì tôi đã dâng trọn hết cho người, cả xác thân và tâm linh hồn, và tôi cứ yêu chẳng cần nghĩ đến vất vờ, vờ như đang đắm đuối trong mong mơ. Tại sao cứ yêu là cứ sầu, đùa với nhau như nước qua cầu, rồi oan trách nhau sao mình mãi mãi không gần nhau. Thà không biết nhau từ phút ban đầu, khi trái tim vẫn chưa ùa nhau và ta chưa xé nát tâm hồn nhau. Tại sao cứ yêu là cứ sầu, đùa với nhau như nước qua cầu, rồi oan trách nhau sao mình mãi mãi không gần nhau. Thà không biết nhau từ phút ban đầu, khi trái tim vẫn chưa ùa nhau và ta chưa. Thank you.
Và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Thời gian bình chọn đã kết thúc rồi và chúng tôi sẽ giữ bí mật con số này sau khi 8 tiết mục song ca hoàn thành. Đầu tiên cho Khanh gửi lời chào đến bạn. Lời nói đầu tiên cho phép em xin được gửi tới 4 vị khách mời cũng như khán giả có mặt tại trường quay và tất cả khán giả đang theo dõi chương trình một lời chúc sức khỏe cũng như là một lời chào trân trọng nhất. Xin chào bạn, tên của bạn là gì ạ? Dạ em tên là Nguyễn Văn Hoàng. Xin chào Nguyễn Văn Hoàng, công việc hiện tại của Hoàng là gì? Dạ công việc hiện tại của em là đi hát tự do. Dạ, cảm ơn Nguyễn Văn Hoàng rất nhiều. Các khách mời chúng ta có chia sẻ gì về tiết mục này không ạ? Em có sở hữu được một cái giọng hát rất là đặc biệt. Và anh Vũ nghĩ trong thời gian tương lai sắp tới rằng là chúng ta sẽ có cơ hội làm việc với nhau đó. Anh Nghĩa ơi, anh nghĩ gì khác không ạ? Cái bài này thật ra bây giờ nếu như mà em hát một mình thì cũng hay. Còn nếu như một mình Yến hát cũng hay luôn. Lần đầu tiên anh nghe Yến hát cái bài này anh cũng giật mình luôn. Cái giọng của Yến hay thì từ xưa tên anh vẫn biết. Cho nên đây là hai cái phiên bản đặc biệt hay mà ráp lại vô với nhau thì nó cũng là một cái bản hay luôn. Chúc mừng cả hai. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời rất nhiều và hy vọng rằng Nguyễn Văn Hoàng sẽ nhận được phần trăm bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay thật là cao. Biết đâu bạn ấy sẽ là hai người có phần trăm bình chọn cao nhất. Chào tất cả quý vị có mặt tại sân khấu. Chào mọi người.
tuyệt vời thưa quý vị. Và mặc dù đây là bài hát song ca, nhưng quý vị khán giả tại trường quay sẽ chỉ bình chọn dựa trên tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi. Nếu như chọn sẽ bấm phím A, không chọn thì bấm phím B. Xin mời. Hey. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai mái tóc dài. Em tên gì? Em tên là Võ Nghi Bình. Nghi Bình hả? Dạ, ở đây em biết nhiều người lắm đó. Tại sao vậy? Em biết anh Thiên nè. Vậy hả? Từ hồi anh Thiên còn cho nhóm N9 nữa. Mà chắc anh Thiên không nhìn ra em đâu. Khanh em cũng diễn chung rồi. Rồi tiếp đi ạ. Chị Hải Yến rất là thân với em. Sao nói xong cái mình bị hoang mang mình luôn bị trời. Đơ luôn anh ơi. Dạ. Yeah. Không lâu rồi, lâu rồi. Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau. Dạ. Hồi đó cách đây có thể cũng cỡ chừng mười mấy năm á. Ồ vậy hả? Wow. Nhưng mà Khanh không nghĩ là lúc này cái giọng mà pha cái chất rock của Bình càng ngày nó càng dễ sợ. Hồi xưa Bình hát giọng nữ. À. Thế mà anh đợi em bắn nốt cao để anh bắn nốt thấp dưới, anh không thấy em bắn. Dạ. Làm anh phải bắn nốt cuối luôn. Tại beat hơi lửng lửng, em không dám bắn cao. À ok. Dạ vâng. Bây giờ Khanh mời Võ Nghi Bình chúng ta gửi một lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trước nha. Lời nói đầu tiên thì xin cho phép Nghi Bình gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả có mặt tại trường quay, các khán giả có mặt qua màn ảnh nhỏ và các anh chị khách mời và ban tổ chức ekip đã làm trong cái chương trình rất là tuyệt vời để cho anh em tụi em hội ngộ lại với nhau ạ. Xin chào Võ Nghi Bình. Bây giờ Nghi Bình hãy chia sẻ thêm về công việc hiện tại của Nghi Bình để cho tất cả quý vị được biết nha. Công việc hiện tại của Bình hả? Bình làm diễn viên nè, ca sĩ, có viết nhạc nữa. Nói chung là rất đa năng thưa quý vị. Đây là một tiếng hát rực lửa. Dạ, Bình hát cái giọng hát rất là khỏe khoắn, đúng là hợp chất rock đó. Em rất là hạnh phúc khi được hát chung với một người anh như anh Thiên. Ok, cảm và ơn. Và một cái bản phối cũng rất là phức tạp nữa ạ. Không biết các khách mời còn lại thấy sao? Ngày hôm nay Bình làm Miến vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì là cái phần mà Bình gần giọng cái phần cuối nó như là một cái được gọi là cái dấu son trong cái bài hát này luôn. Nó được đóng dấu hai lần. Và những cái điểm đó Yến đảm bảo là Bình sẽ được ghi điểm trong lòng khán giả. Khi mà Bình có một cái màu sắc riêng, Thiên có một cái màu sắc riêng mà khi mà chúng ta hòa hợp lại với nhau ấy, bản thân Hải Yến là cái người nghe Yến thấy rất là dễ chịu. Không biết Tuấn Nghĩa bạn nghĩ gì ạ? Nếu mà Nghĩa ngồi được ngồi ở dưới này thì Tuấn Nghĩa chắc chắn sẽ bấm cho tiết mục này. Ngay từ đầu lúc bạn Bình bước ra khỏi cái căn phòng số 4 thì Tuấn Nghĩa đã nghĩ trong đầu, ô bạn này là hát nhạc rock chắc chắn 100% luôn, không thể nào mà lệch được đi đâu cả. Rồi xong bạn đi xuống bạn lại hát bằng cái giọng rất là pop ballad, mãi đến đoạn sau cùng bạn ấy mới bắt đầu là gần giọng thì bạn chuyển sang rock. Yeah. Rất là hay. Trong số 8 bài hát mà Bình đã tập trong chương trình này, yeah, thì ngoài ca khúc vừa rồi thì bạn tâm đắc nhất với ca khúc nào nữa? Dạ, đôi chân trần ha. Đôi chân trần. Hai. Tôi muốn quên đi tháng với ngày, cha đi lượm từng quả ngọt rừng cho con đỡ đôi qua đêm. Tôi muốn quên đi. Một tràng vỗ tay nữa cho tiếng hát này. Và Khanh hy vọng rằng với cái năng lượng của bạn có thể giữ bạn đến được vòng cuối cùng song đấu. Dạ, em cảm ơn anh Khanh.